kênh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin mến chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, khi nói về nhà vua yêu nước Hàm Nghi, người ta thường nhớ đến những thông tin cơ bản sau: tuổi thơ sống với mẹ trong cảnh bần hàn, mặc dù là con cháu hoàng tộc, được đưa lên ngôi làm vua ở tuổi 13 bởi hai quyền thần trong triều là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Ở ngôi được hơn một năm thì xảy ra biến cố thất thủ Kinh Đô, phải rời bỏ kinh thành theo phái chủ chiến. Hai lần tuyên hịch Cần Vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp giành độc lập. Vua cũng chính là linh hồn của phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi khắp cả nước ở những năm cuối thế kỷ 19. Bị hai tên hầu cận phản bội nên bị người Pháp bắt và đưa đi đày ở Algeria. Lịch sử nhắc nhiều về những sự kiện này. Tuy nhiên, đoạn đời lâu đày của ngài bắt đầu từ ngày rời cảng Turan Đà Nẵng và tròn 55 năm sống ở Algeria không được nhiều người biết đến một cách đầy đủ, chính xác. Cho nên, dựa vào các tài liệu lịch sử, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện một loạt video giới thiệu hành trình lâu đài của vua Hàm Nghi xin gửi đến quý khán giả. Trong khuôn khổ video này, xin giới thiệu tập 1: Hành trình hàng hải gian truân của vua Hàm Nghi từ Huế đến Algeria. Vua Hàm Nghi bị bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 1888 do bị Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tình phản bội. Người Pháp chuyển vua Hàm Nghi qua Bố Trạch rồi vào Đồng Hới và tới cửa Thuận An. Đây là tờ giấy triệu tập của toàn quyền Đông Dương thông báo cho tòa khâm sứ Huế về thời gian vua Hàm Nghi sẽ đến cảng Thuận An. Lúc này triều đình Huế đã biết tin Hàm Nghi bị bắt, vua Đồng Khánh trai quan lại Thừa Thiên và bộ binh ra đón để đưa về Huế. Nhưng người Pháp sợ dân tình sẽ bị kích động khi thấy mặt vị vua kháng chiến nên đã báo cho viện cơ mật rằng vua Hàm Nghi lúc này tính tình khác thường, về kinh e có điều bất tiện, cần phải đi tĩnh dưỡng một thời gian. Kỳ thực, người Pháp đã có quyết định dứt khoát với vị vua kháng chiến này là đày sang xứ Algeria ở Bắc Phi. Từ Thuận An, vua Hàm Nghi được chuyển đến Turan, Đà Nẵng ngày 24 tháng 11 năm 1888. Ngày 26 tháng 11 năm 1888, vua bị đưa xuống tàu La Comète xuất phát tại cảng Turan để vào Sài Gòn. Trước phút rời xa quê hương, nhà vua nhìn lên bờ không nén được cảm xúc vì nỗi niềm riêng, vạn vật nước đã òa khóc. Một bài báo thời ấy với tựa đề Một thiếu niên hiếu chiến đã thuật lại giây phút ấy như sau: họ bắt ông ta lên tàu chiến để đưa sang Algeria. Ngay xuống tàu, ngay giữa mùa đông, ông rét run trong bộ đồ nhung trên chiếc thuyền con để lên bến đỗ. Người sĩ quan tùy tùng của toàn quyền lên tàu để đưa ông xuống thuyền con đã khoác lên vai ông chiếc áo choàng ngoài. Ngay từ giây phút ấy, cả cuộc đời của ông sẽ bị xáo trộn. Đến Sài Gòn, người Pháp quản thúc vua 15 ngày. Đến ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua bị đem xuống chiếc tàu mang tên Biên Hòa, bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn, vượt đại dương hướng đến Algeria. Trong chuyến lâu đài này của vua Hàm Nghi còn có thông ngôn Trần Đình Bình và người đầu bếp Nguyễn Văn Danh đi theo phục vụ. Báo Le Dîner de siècle xuất bản ngày 18 tháng 1 năm 1889 có đoạn miêu tả của một hành khách đi cùng một hành trình trên chuyến tàu Biên Hòa về hình dáng của vua Hàm Nghi lúc bị đi đày như sau: 2 giờ trước khi chúng tôi khởi hành từ Sài Gòn, hoàng tử đã được đưa lên tàu. Ông ta là một người gốc Trung Kỳ, cao, gầy, với cái đầu to khỏe, mắt huyền, ánh nhìn cứng rắn, mũi khum lồi, khác với mũi của người sứ Trung Kỳ thường thấy là dẹt, miệng lớn, răng sơn đen, tóc ngắn búi. Hoàng tử mặc trang phục của quan nhị phẩm, ông ở phòng của vị thuyền trưởng. Địa điểm đầu tiên mà tàu Biên Hòa cập bến là cảng Tân Gia Ba ở Singapore. Báo Le Petit Coulon Algérien ngày 27 tháng 2 năm 1889 trang 1 đưa tin: ngày 16 tháng 12 năm 1888, tàu Biên Hòa cập cảng Singapore với 150 người đàn ông và 4 người đàn bà, tất cả đều là tù nhân xứ Trung Kỳ. Trong số họ có một số là viên chức chính phủ xứ Trung Kỳ chế độ cũ, tất cả đều bị kết án lưu đày vì không chịu khuất phục trước quân xâm lược. Một nửa được chuyển đến thuộc địa Pháp ở Địa Trung Hải, phần còn lại hướng đến thuộc địa Cayenne. Khi bị đưa đi, nhà vua chỉ còn đoàn tùy tùng gồm một người phiên dịch và một đầu bếp. Xin nói thêm một chút về Singapore, hay tiếng Hán thời ấy gọi là Tân Java. Singapore thuộc eo biển Malacca, là cảng đóng vai trò rất quan trọng trong mạng lưới giao thông đường biển. Vì thế, người Anh từ rất sớm đã tìm cách làm chủ hòn đảo này,
đó là cảng quốc tế đầu tiên trên đường hướng tới hành trình châu Âu. Singapore lại gần với các nước láng giềng trù phú như Ấn Độ, Đông Dương, Philippines, Malaysia, nước Úc, nên cảng Tân Java, Singapore trở thành nhà kho khổng lồ thu mua hàng hóa như gỗ, nhựa, cây tràm, chất cao su, cùi dừa, mây, thiếc, than đá, dầu lửa, viêm quạt, dừa, cà phê, cacao, vân vân, sau đó điều phối cho cả thế giới. Tàu Biên Hòa tiếp tục hành trình đến đảo Colombo. Theo tính toán thời ấy, cảng Tân Java, Singapore cách cảng Colombo thuộc địa phận Sri Lanka bằng 7 ngày đi trên biển và cách cảng Marseille là 22 ngày. Như vậy, khi xuất phát từ Singapore, trong vòng trên dưới một tuần lễ, tàu Biên Hòa cập cảng Colombo. Cảng Colombo thuộc địa phận nước Sri Lanka. Colombo ngày ấy là một vùng đất trù phú, quanh năm cây cối xanh tốt, bạt ngàn những rừng cây cọ, cây bao báp, khóm dừa, rừng chuối, trên trời chim bay từng đàn, dưới nước cá đủ màu sắc bơi lượn tung tăng. Colombo được những du khách thường xuyên lui tới ngày ấy gọi là thiên đường trần gian. Do có bến cảng lớn và vị trí chiến lược dọc theo các tuyến thương mại biển Đông Tây, Colombo đã được các thương nhân cổ đại biết đến từ 2.000 năm trước. Trái ngược với vẻ xanh tươi trù phú của đảo Singapore hay Colombo, hai cảng tiếp theo mà cựu hoàng đi qua lại được ví như những vùng đất của sầu não, vì cơ sở hạ tầng chẳng ra gì, thành phố hoang dã và cái nắng cháy da cháy thịt. Đó là cảng Djibouti, nước Cộng hòa Djibouti, và cảng Z nằm trên địa phận nước Ai Cập. Từ Colombo, tàu đến cảng Djibouti, theo Jean Cotteron kể lại cảng Djibouti thời ấy như sau. Cảng Djibouti có thể biến thành ác mộng cho các vị thuyền trưởng kỳ cựu, với cái nắng cháy da và những bãi cát ngầm khổng lồ sẵn sàng trở thành đòn bẩy mà tàu trọng lượng nặng khó tránh được mắc cạn nếu không cảnh giác. Tuy nhiên, cảng Djibouti nằm ở vị trí chiến lược tại ngã tư của một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, liên kết với châu Âu, các tuyến Đông, các rừng châu Phi và vịnh Ba Tư. Cho nên, cảng đóng vai trò rất quan trọng là trung tâm tiếp nhiên liệu và trung chuyển chính và là cửa hàng hải chính cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước láng giềng. Hành trình tiếp tục để đi tới cảng Z, tàu Biên Hòa tiếp tục lênh đênh trên biển đỏ. Cũng theo mô tả của Jean Cotteron khi nói về cảng Z ngày đó, cũng như cảng Djibouti, cảng Z đầy sầu não, có độ nóng ngột ngạt lên đến 35 độ C. Tuy nhiên, đây cũng là cảng rất quan trọng trên tuyến đường hàng hải. Cảng Z là cảng để xuất khẩu các mặt hàng của Ai Cập như bông và gạo. Và đây cũng là trạm tiếp nhiên liệu cho tàu bè đi qua kênh đảo Suez. Báo Le Temps ngày 9 tháng 1 năm 1889 trang 1 và báo Le Petit Parisien ngày 10 tháng 1 năm 1889 trang 3 có đăng bức điện tín như sau. Điện tín đến từ Toulon cho hay tàu Biên Hòa đã rời cảng Z để đến Angers. Tình trạng y tế trên tàu thực sự lạc quan. Hàm nghi đã được áp giải chính trên con tàu này. Chúng tôi được biết chính phủ ra quyết định sẽ an trí cựu hoàng xứ Trung Kỳ tại Angers. Tiếp đến, tàu Biên Hòa đi đến vùng biển Italy nhưng không dừng lại, mà tàu đến cảng Toulon. Tại đây có hơn 200 tù nhân được đưa lên tàu Lorna để đến Guyane, còn vua Hàm Nghi thì tiếp tục trên tàu Biên Hòa để đến Angers. Theo báo Le Parisien ngày thứ Năm ngày 10 tháng 1 năm 1889 trang 3 thông tin, cảng Toulon sẽ tiếp đón tàu Biên Hòa trễ lắm vào ngày 15 tháng Giêng. Tàu vận chuyển này hồi hương khá nhiều thủy thủ và binh lính đến từ Bắc Kỳ. Trên tàu còn có 200 tù nhân xứ Trung Kỳ sẽ được chuyển tải lên tàu Lorna để được đưa đến Guyana cùng với một đoàn tù nhân châu Âu đến từ nhà lao lớn Avignon. Cựu vương xứ Trung Kỳ Hàm Nghi, người đã nổi dậy chống lại quân đội Pháp, cũng có mặt trên tàu và sẽ được đưa đến nơi an trí đặt tại Angers. Báo La Vitesse ngày 15 tháng 1 năm 1889 trang 1 cũng có đăng thông tin Angers ngày 14 tháng Giêng. Cựu hoàng xứ Trung Kỳ Hàm Nghi đã đổ bộ chiều nay từ tàu Biên Hòa. Ông đã thể hiện sự hài lòng vì Angers được chọn làm nơi an trí. Khi đến Angers, vua Hàm Nghi được đại úy Henri Etienne de Viala dẫn đến khách sạn La Régence cư trú ít thời gian, rồi sau đó đến ở tại biệt thự Tùng Hiên, Villa de Pins. Báo Le Petit Journal Parti Social Français ngày 16 tháng 1 năm 1889 đăng tin
cựu hoàng sứ Trung Kỳ Hàm Nghi trên chuyến tàu vận tải Biên Hòa đã đến vào ngày hôm trước ở Anje. Tổng thống đốc của thành phố này đi cùng với thủ lĩnh võ phòng của mình đã đến thăm ông trên tàu. Sau đó, đại úy De Viala đưa vị vua bị phế truất đến khách sạn La Régence, nơi mà có vài phòng đã được chuẩn bị sẵn, trong khi chờ đợi biệt thự nơi ông sẽ bị giam được bố trí để tiếp đón ông. Cựu hoàng Hàm Nghi đi cùng người phiên dịch, người đầu bếp và người gia nhân sứ Trung Kỳ. Như vậy, lộ trình hàng hải gian truân của cựu hoàng Hàm Nghi kéo dài từ ngày 24 tháng 11 năm 1888 trên pháo thuyền La Comète tại cảng Turan Đà Nẵng, 15 ngày quảng thúc tại Sài Gòn, sau đó lên tàu vận tải Biên Hòa tại cảng Sài Gòn vào ngày 13 tháng 12 năm 1888, lênh đênh trên mặt biển Đông và Ấn Độ Dương để đến cảng Singapore ngày 16 tháng 12 năm 1888, cảng Sét ngày 9 tháng 1 năm 1889 trên biển Đỏ, cảng Tu Lông ngày 12 tháng 1 năm 1889 trên biển Địa Trung Hải, cũng như điểm cuối cùng là cảng Anje ngày 14 tháng 1 năm 1889. Hơn một tháng, trên hai con tàu, qua một con kênh, xuyên qua ba nền văn hóa châu Á, châu Phi và châu Âu, bốn con biển khắc nghiệt là biển Đông, Ấn Độ Dương, biển Đỏ, biển Địa Trung Hải và tám cảng, một hành trình gian truân của một tù nhân đặc biệt, một ông hoàng thất thế trên chặng đường lâu đày, thất vọng vì những chuyện đã qua, rối bời với hiện tại và mông lung với tương lai. Hết tập 1. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Để biết thêm những diễn biến tiếp theo của cuộc đời cựu hoàng Hàm Nghi trên đất Algeria, xin mời quý khán giả đón xem tập 2 và những tập tiếp theo của loạt video.